Đi làm văn phòng lương 5 triệu là làm gì? Học phụ hộ lương còn cao hơn. Đa phần các bạn chỉ lựa chọn công việc dựa trên mức thu nhập mà các bạn không quan tâm đến tương lai của nó ra sao. Đồng tiền nó che mờ con mắt của các bạn. Cái việc đầu tiên các bạn cần phải phân tích đó là cái môi trường làm việc. Một nhân viên văn phòng được làm việc trong một môi trường tốt cho cái sức khỏe của mình, và họ làm việc bằng não nhiều hơn là bằng chân tay, mặc dù là thu nhập của họ ít hơn. Còn một anh phụ hồ hay một anh công nhân ấy, anh ấy sẽ phải làm việc trong những cái môi trường ô nhiễm, nguy cơ tai nạn nghề nghiệp rất là cao, nghĩa là bạn bị mất bao nhiêu phần trăm sức lao động đó. Cái thứ hai là cơ hội học hỏi và phát triển. Bạn đi làm phụ hồ, bạn đi làm công nhân thì thời gian bạn được lương cao, thì đa phần bạn phải tăng ca, bạn làm việc cực kỳ mệt, lấy đâu ra sức để học, lấy đâu ra thời gian để học. Một người làm văn phòng họ có thời gian về nhà để học, nâng cao kiến thức kỹ năng của họ. Cái sự khác biệt thứ ba mà các bạn cần phải phân tích, cái môi trường để tiếp xúc với những người tài giỏi để nâng cao cái cơ hội thăng tiến phát triển bản thân mình của cái người làm văn phòng nó khác hoàn toàn với người phụ hồ. Còn bạn làm phụ hồ thì bạn tiếp xúc với những người giống bạn, lấy đâu ra cơ hội cho bạn chuyện với giám đốc, trò chuyện với những khách hàng cao cấp. Nhưng một đứa làm sale lương 4 triệu thôi, nó được đi gặp các doanh nhân, được kết giao với các tầng lớp khác trong xã hội, có cơ hội kết nối giao lưu, học tập và phát triển bản thân.